Ê, ủa gì ơi, sao bữa nay dì có cái trứng ốp la đội trên đầu luôn vậy? À, cái trứng này đó hả, là đồ kẹp tóc thôi con, mà hình cái trứng ốp la thôi. Đó, đội lên, đó là phong cách xì tai của dì đó con. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Toy Station Plus. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một video nữa trong series Game Station. Và cụ thể thì anh cũng mời các bạn tiếp tục theo dõi thế giới của nhân vật Akate của game Toka Life phiên bản School, phiên bản trường học nha các bạn. Ok, và đây là cái gameplay phần 2. Nhưng mà nào chưa xem phần 1 thì hãy bấm vào đường link ở đây ha. Bây giờ không chần chừ nữa, chúng ta hãy bước vào lớp học của Akate thôi. Ok các bạn ơi, và chúng ta đang ở trong lớp học của Akate. Đây, Akate đang ngồi đây ha. Đó. Còn đây là thầy giáo quen thuộc. Cả lớp tất cả im lặng nghe, nghe thầy giảng bài. Dạ, nãy giờ tụi em có nói gì đâu thầy. Ủa vậy hả? Ok, tụi em giỏi. Hôm nay chúng ta sẽ học môn English, có nghĩa là tiếng Anh đó. Hôm qua thầy đã giao bài tập về nhà cho các em rồi. Bữa nay thì thầy sẽ kiểm tra nha. Thầy xin mời Ê, học bài chưa rúng quá à. Thầy gọi chúng mình rồi sao? Yên tâm đi, lớp mình phải 6 đứa lận, không có gọi chúng mình đâu. Thầy xin mời em Thấy chưa, lần này Akate bị gọi rồi. Thầy mời em Teo. Ủa sao thầy đi qua đó mà thầy gọi em vậy? Em đi lên bảng cho thầy biết câu trả lời của cái câu tiếng Anh ghi trên bảng nè. What is your name? À, cái câu này là một câu tiếng Anh đó thầy. Thì thầy biết rồi, nhưng mà ý là em trả lời cho thầy bằng tiếng Anh đàng hoàng đi. Cái câu này á mình đọc là What is your name? Your name. Name. Thầy kêu em trả lời chứ có phải lặp lại câu hỏi hoài đâu. Dạ. Dạ. Trả lời lẹ đi. Dạ mai nãy em đi trả lụa. Mèn ơi, cái gì mà trả lụa trong đây vậy? Thầy ơi, hôm qua em không có học bài, em quên á. Em thấy chữ nem nem em tưởng là nem chua với chả lụa. Ai, thật là buồn quá. Giao bài tập về nhà mà em tèo không làm gì hết trơn. Thôi được rồi, thầy tạm thời cho em không điểm. Nhưng mà ngày hôm sau học bài kỹ càng lại, thầy sẽ cho em gỡ điểm lại được chưa? Dạ em cảm ơn thầy, em biết lỗi rồi. Thôi bây giờ thầy mời Akate đi. Dạ có em thầy. Akate hãy đọc cái câu này trên bảng và trả lời luôn cho thầy coi coi nè. Dạ, câu trên bảng là What is your name? Có nghĩa là người ta hỏi mình tên gì á thầy. Xong rồi mình sẽ trả lời là My name is Akate. Đúng rồi, phải như vậy chứ, phải học bài kỹ càng chứ. Akate trả lời chính xác, thầy cho 1000 điểm. Yeah, vậy là em có 2000 điểm rồi. Cả lớp nhớ nha, What is your name? Có nghĩa là bạn tên gì? Và chúng ta phải trả lời là My name is. Mình tên gì thì mình nói cái tên đó. Em nhớ chưa Tèo? Dạ em nhớ rồi, My name is Tèo. Ok, giỏi đó, thầy tha cho em điểm không hồi nãy đó nha. Em cảm ơn thầy, mừng quá. Ok, đã đến giờ ăn trưa rồi, tụi em ra. À, cái lũ nhóc này, riêng chu một cái là đi lẹ ơi là lẹ. Lại phải để mình thầy xóa bảng rồi. Xóa bảng thôi. Ê, hồi nãy trong lớp Akate giỏi quá à. Không có gì đâu mấy bạn, tại mình học bài kỹ á. Tới giờ ăn trưa rồi, thôi bây giờ mình đi ăn trưa đi. Ok, đi. Ok các bạn ơi, và bây giờ thì nhóm bạn của Akate sẽ đi tới căng tin để ăn trưa nha. Đây, căng tin nằm ở đây. Đó. À, xin giới thiệu với các bạn nha. Đây là cái căng tin của trường mình á. Rất là nhiều đồ ăn luôn á nha. Giới thiệu với các bạn luôn, đây chính là dì Tư. Dì Tư là nấu ăn cho căng tin của trường mình á. Dì nấu ăn rất là ngon luôn á. Cái gì, chào các con. Các con ráng ăn nhiều lên nha, cho học giỏi đó. Ê, ủa dì ơi, sao bữa nay dì có cái trứng ốp la đội trên đầu luôn vậy? Cái trứng này đó hả, là đồ kẹp tóc thôi con, mà hình cái trứng ốp la thôi. Đó, đội lên, đó là phong cách xì tai của dì đó con. Ồ, thì ra là như vậy hả dì. Thôi con đi lấy đồ ăn nha. Lấy nhiều vô con. Mình qua bên đây mình lấy cái khay các bạn ơi. Thôi sẵn tiện mình và giới thiệu cho các bạn anh quái vật bảy màu. Hello các bạn. Nhìn ảnh giống quái vật vậy thôi chứ ảnh hiền lắm. Ảnh là chuyên gia phụ trách cái khu rửa chén này nọ cho căng tin trường mình đó các bạn. Yeah, đúng rồi. Đây để chỉ cho các bạn một vòng nha. Mình sẽ có nhiệm vụ là đi ra các bàn thu gom hết tất cả những cái chén dĩa, cái mình bỏ vô cái sinh này. Bỏ hết vô đây. Sau đó mình bấm nước. Mình chén sơ qua thôi nha. Rồi cái mình đem hết chén dĩa. Đó, đây là cái máy rửa chén nè các bạn. Máy rửa chén tự động nha. Diệt khuẩn luôn. Mình đẩy nó lại. Ồ, các bạn thấy nó hoạt động chưa? Rất là hiện đại luôn. Chỉ trong vòng 30 giây là chén dĩa sẽ sạch sẽ.
Đó, sạch sẽ luôn. Wow, công nghệ bây giờ thật là hiện đại. Thôi cảm ơn anh quá vậy bảy màu nha. Em đi lấy đồ ăn. Ok, chúc em ngon miệng. Nhớ ăn đừng có bày quá nha, anh mệt lắm á. Bây giờ mình sẽ lấy một cái mâm này. À, wow, hôm nay có nhiều đồ ăn quá, không biết chọn cái nào đây. Thôi hay là mình ăn hamburger gà đi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ lấy một cái bánh mì hamburger mình bỏ lên khay nè các bạn. Rồi mình sẽ lấy một cái đùi gà ở trong đây. Đùi gà, đây đùi gà đây. À, mình bỏ lên mâm. Rồi có rau nữa các bạn ơi. Mình phải ăn thêm rau củ quả này nọ nữa cho mới sức khỏe được. Rớt cái rau cải dưới sàn rồi. Ù, cái này bị dơ rồi. Mình đi dùng rác, kiếm thùng rác dục đâu rồi. Đây thùng rác. Trời ơi, sao dục quá không dơ. Đó, ây da, làm dơ cái sàn rồi. Mình đi lau cái sàn cái. Rồi, ok, sạch sẽ lại. Lấy lại cái rau nha. Đây sàn luôn rồi các bạn ơi. Ây dô, phải lau lại đó, cho sạch sẽ luôn luôn. Mọi người phải tự ý thức giữ gìn cho cái căng tin này nó sạch sẽ được. Cái rau này nó lại dơ nữa rồi, thôi dùng rác rớt hoài hết rau luôn. Thôi mình lấy đậu quả táo đi. Trời, xong rồi mình lấy cái khay này mình bỏ lên cái băng kiềng nè các bạn. Ó, thấy chưa, rất là hiện đại luôn. Mình đứng đây mình đợi thôi nghe. Yeah, đồ ăn mình tới rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái bánh hamburger ở đây nha các bạn. Đó, mình để cái bánh hamburger này ở đây, cái mình để cái trái cà chua lên. Ú cha, miếng gà đây. Ú cha, ô trời, kỳ vậy hả? Sao miếng gà đúng ra phải kẹp chính giữa chứ, kẹp luôn miếng táo vô coi làm sao. Được luôn các bạn ơi. Thôi vậy đi cũng được. Này cầm lên đây. À quên nữa, mình cũng hít ăn cay một xíu. Đây mình lấy cái chai tương ớt này mình xịt cho một xíu cây thôi. À, bạn ơi cho mình lấy cái ly chút xíu. Ok. Đi chỗ bên này còn dơ quá nè. À, lau bên này một xíu. Ok, sạch rồi. Bây giờ mình lấy cái ly nè các bạn ơi. À, mình qua đây. À, để coi mình uống nước gì nè. Mình uống nước dâu đi. Ý, ủa, mình đâu có hứng cái nước lọc này đâu. Thôi uống lại. Để mình hứng lại nước dâu nè. Ủa, hứng lại các bạn ơi. Rồi xong luôn. Bữa nay mình hết nước dâu rồi. Thôi mình uống đỡ vậy, không sao. Rồi, mấy bạn mình đang ngồi đợi ở đây rồi. Ok, ăn thôi. Wow, mình ăn một lần là hết luôn cái bánh này đó nha. Ngon. Quá đã. Uống miếng nước nè. Quá đã. Ngon. Ê mấy bạn ơi, nói nghe nè. À, chiều nay mình học xong cái tiết cuối á, mình đi qua câu lạc bộ Youth Club không? Câu lạc bộ tuổi trẻ đó. Ok, được á. Mình đang muốn qua bên đó chơi bóng bàn rồi mình làm thành băng nhạc hát luôn đi. Ủa mấy bạn đang nói gì vậy? Câu lạc bộ nào vậy? Mình không biết. À yên tâm đi, sau giờ học cứ đi theo tụi mình. Tới chỗ này vui lắm, mình chơi khoảng chừng chút xíu rồi mình về nhà luôn. Ok. Rồi các bạn ơi, cái Youth Club, cái câu lạc bộ tuổi trẻ đó, nó nằm ở bên phía dưới màn hình nè. À, nhưng mà trước khi Akatay và các bạn đi chơi thì sẽ đi đến gara quần áo mình thay đồ đẹp đẹp cho đi chơi ở trên đây. Ok, xem nào. Mình đóng cửa gara lại xíu để chúng mình thay đồ, mặc cái đồ gì cho nó ngầu ngầu vui vui đó các bạn ơi. Đây có cái nón nè, mình thử đội cho bạn này coi. So cute. Sẵn có cái đôi mắt kiến ở đây luôn. Hello. Rồi, nhưng mà đồ bạn này thì cũng ngầu rồi. Đây. Thay đồ cho bạn này. Bạn này còn mặc áo ở trong phòng lab nữa. Để xem nào. Lấy thử cái bộ này coi. Bộ này giống như là bộ kimono vậy các bạn. Ủa còn cái màu đỏ đỏ này là cái gì ta? Không biết là cái gì luôn các bạn ơi. What? Sao không mặc vô được? Vô tay cũng không được luôn. Đây vô chân. Không được luôn. Hay là cái này nó là một cái bộ đồ dành cho những bạn cuốn ta. Thôi không biết nó là gì luôn, cất lên đi. Rồi bây giờ tới Akatay nè. Akatay mình mặc cái gì đây? Lục trong cái giỏ trong này. Ồ, nguyên này có nguyên một cái mặt nạ Halloween luôn, hình trái bí ngô. Ủa nhưng mà bây giờ chưa tới Halloween. Ồ, cái thùng màu đỏ này nó toàn là những cái mặt nạ Halloween không các bạn. Ok, rất là thú vị. Có thể Halloween mình sẽ quay lại. Cái này là cái nón phù thủy nè. À, đội em cuốn lên lại đi. Đội cái nón lên xong rồi đội em cuốn lên cái nón cũng được nữa. Wow, rất là hay luôn. Ok, còn cái này là... À, cái này là mặt nạ xác ướp. So cute. À, đội em cuốn lên lại đi. Nón không nhà Noel. Ý, hình như cái bộ đồ màu đỏ của bạn này đang mặc không phải là bộ kimono các bạn ơi, mà là một bộ của ông già Noel. Nè, tắm nè. Thay đồ nào. Thay đồ hết trang. Đó, giống vậy. Này đây, bộ này chắc để mặc cho cái tay thử coi. Trời ơi, đẹp trai dữ vậy. Ê, hay là bộ của những người giúp việc của ông già Noel hay sao đó. Ui, mặc lộn đồ tùm lum rồi. Lại. Tự quá các bạn ơi, không biết đội vô nó làm sao. Ok. Ở dưới đất này có mấy cái món quà. Mở ra luôn. Wow, ý có cái máy chụp hình nữa nè. Ok, đứng ra đây mình chụp hình xíu nha. Đó. Trời, cười lên chưa? Cười lên. Ồ, ra một tấm hình luôn. Yeah, hay quá. Rồi, tụi mình đi tới Youth Club thôi các bạn ơi. Yeah. Và đây, chào mừng các bạn tới với câu lạc bộ Youth Club. Câu lạc bộ tuổi trẻ nha các bạn. Ok, trong cái câu lạc bộ này thì có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể tương tác. Đầu tiên, đây là một cái võng. Bạn này có thể nằm lên. Ui, nằm lên.
Ồ, ngủ luôn. Tưởng sao đi tối câu lạc bộ để đi ngủ. Còn ở đây chúng ta có nguyên một cái máy bán đồ ăn rất là to. Nào là có hamburger nè ha, có trái cây nè ha, snack, nước uống nữa. Để xem bây giờ mình sẽ mua cái gì nè. Mình mua một bịch snack đi. Đó, chỉ cần bấm vô ở trên là ở dưới đây hiện ra nè các bạn. Quá hay luôn. Một lon nước ngọt nữa. Đó, quá hay. Trời, ăn luôn nha. Quá là sảng khoái. Ở đây thấy có một cái em cún. What? Cái này là một cái món đồ chơi các bạn ơi. Bấm vô nó kêu kìa. Ok, tạm để đây đi. Rồi, xích ở bên này thì chúng ta có nguyên một cái gian nhạc nha. Chút nữa mình sẽ quay lại cái này ha. Ở phía xa xa có một cái máy chơi game nè, các bạn thấy không? Đó, cái máy này mình bấm vô mình chơi được luôn á nha. Đó. Các bạn thấy cái game nó bắt đầu nó chạy chưa? Chơi. Cái đèn ở trên này mình bật tắt được luôn. Rồi, xích qua một xíu nữa là một cái tủ sách. Rất là nhiều những cái cuốn sách luôn. Có những cái vật bóng bàn nè. Đó, chút nữa mình la mình lấy những cái vật này mình đánh bóng bàn luôn cũng được. Và bên này là cái khu gọi là ghế sofa rồi bàn để chúng ta có thể ngồi tán gẫu. Cha cà tây ở đây. Bạn đeo kiến này là Jimmy các bạn ơi. Đó, Jimmy là chủ tịch của câu lạc bộ tuổi trẻ ha. Chào mừng ai cà tây đã đến với câu lạc bộ tuổi trẻ. Bạn cứ tự nhiên đi nha. Ok, cảm ơn Jimmy. Ở đây thấy có một cái đèn ruby rất là đẹp, các bạn có thể bật tắt được. Đó, tất cả những cái đèn ở trong game là đều được bật tắt hết. Thấy nắng quá thì mình có thể kéo đèn lại luôn. Đó, để mình ăn một miếng nho đã. Ăn luôn một trái thơm. Ăn luôn một trái táo. Ăn nhiều trái cây cho nó sức khỏe các bạn ơi. Ok, đi qua bên đây là các bạn thấy chúng ta có hai cái bàn chơi game. Một là cái game bóng bàn nha các bạn. Hello, mình là Tom. Bạn chơi bóng bàn với mình không? Ok. Để mình ra đây lấy cái vợt bóng bàn đã. Đó, mình sẽ lấy vợt màu đỏ. Tom sẽ lấy vợt màu xanh đi. Rồi, mình chuẩn bị giao bóng trước nha. Cái tay chơi giỏi á nha. Hên thôi bạn ơi. Hay là mình qua đây mình chơi đánh bia đi. Ok, bạn đánh trước đi. Hoàng mình ra lấy cái cây này đó. Đó. Rồi, bạn chuẩn bị chưa? 1, 2. Hên quá, đánh một cơ thôi mà vô hết luôn rồi. Mình không còn gì để nói. Bạn là thiên tài rồi. Xin chào ai cái tay, mình là nhóm trưởng của ban nhạc tuổi trẻ. Bạn có muốn tham gia với nhóm nhạc của mình không? Mình thích âm nhạc lắm nhưng mà mình không biết chơi nhạc cụ. Yên tâm đi, mấy cái nhạc cụ này dễ lắm. Cầm vô là biết chơi à. Nè nè, ví dụ như là cái đàn guitar này nè, bạn thử cầm vô đi. Ok, để mình thử. Thật là kỳ diệu. Mình cầm vô cái tự nhiên mình biết chơi luôn bạn ơi. Thì đó, mình nói rồi mà. Ok, bây giờ mình cần tuyển thêm một số những thành viên nữa để mình là làm thành một cái buổi biểu diễn hòa nhạc nha. Sao biểu diễn hòa nhạc hả? Mình thích lắm á. Cho mình tham gia với. Mình xí cây guitar điện này nha. Quá đã luôn. Ok, rồi mình tạm để đây. Còn mình để mình hát cho. Ok, micro để trên đây nè. Bạn đứng đây hát nha. Uống miếng nước thấm giọng đã. Còn hai cái nhạc cụ nữa để mình hỏi hai bạn kia có muốn chơi luôn không? Ok, mình sẽ thổi kèn. Còn mình sẽ chơi cái kèn mà có phím piano luôn. Quên mất ta là gì đây. Ok, tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nha. Bật đèn disco lên nào. Hi. Đèn điện. Saxophone. Guitar. Và cái đàn quên mất tên. Bữa nay con đi học vui lắm á. Con lại được thầy giáo cho thêm 1000 điểm. Ăn trưa no ơi là no. Rồi còn đi tham gia câu lạc bộ tuổi trẻ Youth Club cùng với mấy bạn nữa á. Ai cái tay của mẹ giỏi lắm á nha. Đi vào để mẹ làm đồ ăn tối cho con ngon ăn nha. Lấy cái dĩa nè. Một cái bánh mì sandwich bỏ lên. Lấy một củ khoai tây đi, mình nướng nướng sơ sơ qua nha. Bốc khói luôn. Rồi mình đem cái này bỏ vô đây.
Thành bánh mì kẹp khoai tây luôn rồi. Mình để tiếp cà chua lên. Có vẻ như mình phải bỏ ra cái dĩa mới được các bạn ơi. Tất cả những cái đồ ăn ở trong thế giới Tokaboka này mình chỉ cần để nó vô nhau là nó sẽ tự nó chồng lên luôn. Cam nè, cà rốt nè, cà chua nè, gạo luôn. Này cho con nguyên một cái dĩa đồ ăn thiệt là bự luôn. Thôi gì, cảm ơn mẹ. Rồi con đi thay đồ học bài rồi đi ngủ đi con. Ok mommy. À quên, để cho cuốn ăn nữa. Nè cuốn ăn đi. Ý quên, còn bạn cuốn trên đầu nữa. À lên đây mình lấy một cái bịch cookie nha. Đó cho cuốn ăn nè. Rồi bây giờ mình thay đồ mình đi ngủ thôi. À ý quên, thay đồ xong học bài mới đi ngủ được. Thay đồ ngủ các bạn ơi. Yeah, bộ pyjama quen thuộc của mình. Lấy sách ra học bài nè. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thơ mẹ kính ca, trò tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ok, trời bây giờ mình đi đánh răng. Hả? Cuốn lại làm một cục nữa rồi. Ây da, mình phải đi dọn thôi. Nhưng mà cái này mình cũng không có la cuốn được đâu, tại vì cuốn đã đi ở trong đúng nơi đúng chỗ rồi. Ở tập trước mấy bạn cũng nói với mình vậy, mình la cuốn xong rồi hả, mấy bạn comment mấy bạn nói là ủa sao la cuốn. Mình xin lỗi nha, mình xin lỗi nha. Trời ra đây, mình mở lấy bằng chải đánh răng nè. Đánh răng thôi. Rồi, sạch rồi. Súc miệng. Ok, bây giờ mình đi ngủ thôi các bạn ơi. Tắt đèn. Quá, Akatay thật là ngoan, không cần phải la hét mà cũng tự đi ngủ. Thôi, mẹ cũng đi ngủ đây. Chúc các bạn ngủ ngon nha, bye bye. Rồi, như vậy là chúng ta vừa kết thúc thêm một tập nữa của Toka Life School. Và dành cho những bạn nào chưa biết thì cái series game Tokaboka này á, nó có rất là nhiều phiên bản luôn các bạn. Ví dụ như là trường học ha, đi nghỉ mát ha, bệnh viện, hoặc là đi làm văn phòng, vân 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 vân, rất là nhiều luôn. Hình như là cả mười mấy, hai chục cái game, mỗi game có một cái chủ đề khác nhau. Thì các bạn nghĩ sao về cái series này? Hãy comment ở bên dưới cho anh được biết ha. Và nếu như các bạn thích thì tập sau anh Khoai Tây sẽ tiếp tục trải nghiệm thêm nhiều cái game Toka khác nữa để cho các bạn xem. Còn ngay bây giờ nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm subscribe cả hai kênh Toy Station và Toy Station Plus để nhận được thông báo mỗi khi mà anh ra video mới nhất. Còn bây giờ thì chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Bye bye.